Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng TV đây. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thử đi lấy cái bẫy đóng băng để đóng băng con nhện và con quạ của bà Granny xem hai con vật đó nó có bị đóng băng giống bà Granny không nhỉ. Và cũng có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm nữa nên mình cũng làm luôn. Rồi nha. Mình phải đi lấy cái lò bắn thuốc mê để bắn vào cánh cửa ấy, lấy cái bẫy đóng băng. Ôi, nhầm, trong này mở. Ôi, cái đùi này nó đập vào mặt. Lăn mặt mất. Thôi đây, mình có thể đi xuyên qua đây được nha. Các bạn cứ ngồi lên xong lại ngồi xuống nha. Cứ ngồi lên ngồi xuống xong đi thẳng vào là vào được ngay. Đấy, mình vào, đã vào được rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắn mở để mở cánh cửa này ra. Các bạn nào mà chơi thì hãy đo ở tầm này thôi nha. Các bạn mở được. Wow, các bạn ơi nhìn này. Wow. Xương cốt. Đây chắc là người đầu tiên đã bị bà Granny bắt vào đây. Mình đã lấy được cái bẫy đóng băng rồi. Và bây giờ mình sẽ đi lên bẫy cái con pet nhện đầu tiên. Rồi tí nữa mình sẽ quay lại con pet quạ. Mình vẫn tạm ở đây đã. Mình nhìn thấy ở trong này có một miếng thịt của con pet nhện nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái búa để mình phá cánh cửa đấy ra. Để mình lấy cái miếng thịt đấy. Đó, thấy chưa? Mình chơi nhiều mà mình biết là cái miếng thịt ở trong này mà. Mình sẽ vứt vào đây. Đâu rồi? À đây. Trời ơi, bay tí lên cao rồi rơi nó phát xuống. Không biết. Bây giờ mình sẽ vừa cho nó ăn, vừa đóng băng con nhện. Nhưng mà mình sẽ phải cẩn thận. Nếu không là cái con nhện chó này nó ra nó cắn mình chết. Nhà bà Granny đã có con nhện chó rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm con quạ chó. Ôi dồi ôi. Sao cái này nó chả bay xa gì nhỉ, nó bay thấp đi nhỉ. Bay gần, ném mãi mà nó không bay xa được. Ôi dồi ôi, khó quá thế. Ơi, mày đừng có cắn tao nha. Mày đừng có cắn tao nha. Đấy. Ôi, nhãn này, mày bình tĩnh nha. Mày đừng có cắn tao nha. Mày phải bình tĩnh, để tao cho mày ăn. Ok, quán ơi. Sao không nó mang con nhãn vậy? Không đóng băng con nhện. Lạ nhỉ. Sao không lại đóng băng được con nhện nhỉ? Con nhện đấy nó cũng bằng thịt mà. Đóng băng được bà Granny mà lại không đóng băng được con nhện đấy. Rất là lạ luôn. Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ lên lấy lại cái bẫy mình đi đóng băng con quạ. Ê. Mày cho tao xin lại cái bẫy nha. Xin lại cái bẫy nha. Đừng cắn tao nha. Trời ơi, sao lạ vậy? Sao không đóng băng được con nhện vậy? Rồi con quạ kia, bây giờ tao sẽ đóng băng mi. Mình sẽ để cái bé đây. Và mình đi lấy thức ăn của nó. Mình sẽ đi lấy thức ăn của nó. Hình như lúc nãy mình nhìn thấy ở gần chỗ cái giếng sao ấy. Ở chỗ này này. Đấy, bên ngay mà. Lúc nãy mình nhìn thấy rồi. Rồi các bạn ơi, mình sắp đóng băng được con quạ rồi. Trời ơi, nhà bà Granny càng ngày càng rộng luôn. Càng ngày càng xây to à. Rồi mày ra đây. À từ từ, mình phải mở cửa cho nó đã. Sợ nó không biết mở cửa.
chứ con quả chó nhà bà là đi ngu lắm. Này mày ra đây ăn đi. Sao không bị đóng băng vậy? Sao cái bé đóng băng này nó không hoạt động? Cái nào nó hỏng rồi nhỉ? Chết rồi, sao nó không hoạt động nhỉ? Chuyến mau mà. Ui trời, tí nữa thì vào trong kia. Hoạt động đây. Đóng băng mình luôn này. Nhưng mà không đóng băng được con quạ. Sao nhỉ? Sao nó mang được con quạ nhỉ? Lại nào. Ôi giời ơi. Rồi. Ôi trời ơi, trượt rồi. Con quạ lại không bay vào cái bẫy của mình. Trượt rồi, mình đặt bẫy trượt rồi. Xong mình sẽ đặt lại. Ôi dính vào tường. Ôi giời ơi, chết rồi, lại đóng băng mình rồi. Trời ơi. Lạ hen. Quá là lạ hen. Đóng băng được mình mà lại không đóng băng được con quạ. Quá là lạ. Mình sẽ thử lại lần này xem được không. Rồi. What? What? Đáp hẳn cái bẫy vào đầu thế kia mà con quạ nó không bị làm sao và cái bẫy lên không hoạt động. What? 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 Cái gì vậy trời? Trời ơi. Thật là cuộc sống toàn là những cú lừa. Ơi, lém hẳn vào đầu như thế này mà vẫn không hoạt động. Ok các bạn ơi, đã kết thúc video và rất là buồn khi không đóng băng được con pet nhện và con pet quạ của bà Granny. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Tại sao vậy? Đóng băng được bà Granny mà không đóng băng được con quạ hay là cũng không đóng băng được con pet chó đấy. Các bạn có biết vì sao không? Nếu mà các bạn biết vì sao thì hãy comment để mình biết nha. Các cháu thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ bà nha.